Chiều ngày 5 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự tại hội nghị có các đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Lặc khai mạc và chủ trì kỳ họp. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tiến hành thảo luận nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc thông báo về tình hình kinh tế xã hội của huyện Ngọc Lặc năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình kế hoạch công tác đề ra, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ban Thường trực ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy phân công các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư. 100% khu dân cư tổ chức ngày hội có 188 tập thể và 2.630 gia đình cá nhân tiêu biểu khen thưởng nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào cuộc vận động như mô hình điểm sáng xanh sạch đẹp an toàn tại thôn Linh Sơn xã Ngọc Sơn triển khai 7 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo chăm lo các đối tượng chính sách người có công được thực hiện có hiệu quả trong năm đã kêu gọi và hỗ trợ xây dựng 38 nhà đại đoàn kết thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông phòng chống tội phạm và bảo vệ môi trường gắn với giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới công tác tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến thực hiện dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân giám sát và phản biện xã hội thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ngọc Lặc đã đạt được trong năm 2022. Đối với nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhấn mạnh, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các xã thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tiếp nhận quà Tết, giả soát phân bổ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để chăm lo Tết cho người nghèo tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào để các phong trào đi vào hoạt động có hiệu quả phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương Chủ động phối hợp tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, tham mưu kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua tờ trình bổ sung và thay thế Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, hiệp thương bổ sung Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thông báo cho thôi Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện khóa 16 nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị này đã trao bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.